cho em. Chị Lê Thị Nguyệt ạ? Vâng ạ. Đây này, số này cô trả lấy số rồi cuối cùng không có căn cước, lại phải đi về lấy căn cước. Cho một tuần 3 cái phiếu. Thì hôm nay tôi đi chợ là buổi đầu tiên, vì tôi thấy rằng là ít đi ra ngoài, thì ít tiếp xúc với cái mọi người để cùng nhau tránh dịch. Thế là cô thấy như thế là tốt. Tôi thấy là cái việc phát phiếu này ấy, thì rất là thiết thực và đảm bảo cho việc giãn cách theo chỉ thị 16 của thành phố rất là đảm bảo. Thì để làm cái công tác tuyên truyền đến với người dân một cách tốt nhất thì phường Đức Thắng cũng có làm một cái phiếu gọi là phiếu kiểm soát Covid-19 thực hiện theo chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thì phát đến các hộ dân trên địa bàn phường, thì để cho nhân dân là hàng ngày chỉ một người đi ra ngoài để mua những cái nhu yếu phẩm cần thiết để chúng ta kiểm soát tốt nhất và hạn chế đến mức tối đa người dân ra khỏi đường khi không cần thiết. Ngay khi phát phiếu thì khi mà nhân dân tiếp nhận thì cũng rất là đồng tình và cũng thấy là cái việc này cũng có một cái lợi cho nhân dân, là khi ra đường thì đỡ phải trình bày là đi đâu. Thì khi mà là nhân dân cầm cái phiếu đó ra đường để đi mua những cái mặt hàng thiết yếu thì qua cái trạm phát vé, trạm kiểm soát thì tổ kiểm soát sẽ kiểm tra và sẽ đánh dấu vào đấy là ngày hôm nay nhà ông A này đi mua thực phẩm. Nghiêm công tác phòng dịch nhé.